Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hội đàm theo hình thức 2+2 với những người đồng cấp Philippines là Ngoại trưởng Enrique Manalo và Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro tại thủ đô Manila, Philippines, hãng Reuters đưa tin. Sau cuộc hội đàm, ông Blinken và ông Austin cho biết Mỹ cam kết tài trợ 500 triệu USD cho quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Lầu Năm Góc cũng đề xuất tài trợ 128 triệu USD để cải thiện cơ sở hạ tầng tại các căn cứ của Philippines mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận. Việc Mỹ cam kết tài trợ hàng triệu USD là nhằm thể hiện sự ủng hộ lớn và tái khẳng định cam kết vững chắc của Washington với Manila. Mức tài trợ này là chưa từng có và gửi đi thông điệp rõ ràng về sự hỗ trợ dành cho Philippines từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Quốc hội Mỹ và người dân Mỹ, ông Austin cho biết trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm. Ông Blinken cũng tái khẳng định cam kết sắt thép của Washington trong việc bảo vệ Philippines trước một cuộc tấn công vũ trang vào tàu, máy bay và binh sĩ của Manila trên biển. Đáp lại, ông Teodoro nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ từ Mỹ sẽ giúp cải thiện năng lực răn đe của Philippines, theo hãng thông tấn PNA. Cú bắt tay lịch sử của Mỹ, Nhật, Philippines. Theo tờ Nikkei Asia, ngày 11 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên tại Mỹ, khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo tuyên bố chung của ba nhà lãnh đạo, chúng tôi tập trung tại thủ đô Washington DC, với tư cách là những đối tác bình đẳng và những người bạn đáng tin cậy cùng chia sẻ tầm nhìn về một trật tự quốc tế và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế, một tầm nhìn mà chúng tôi cam kết cùng nhau thúc đẩy trong nhiều thập niên tới. Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành vi nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Bắc Kinh chưa bình luận về tuyên bố này. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Biden cho rằng phần lớn lịch sử thế giới trong tương lai sẽ được viết ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Biden nói thêm, tôi mong chờ nhiều hội nghị thượng đỉnh khác trong những năm tới, khi chúng ta sát cánh cùng nhau, chúng ta có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định cam kết sắt thép của Mỹ đối với việc bảo vệ Nhật và Philippines. Ông Biden nói thêm, các cam kết quốc phòng của Mỹ với Nhật và Philippines là sắt thép. Như tôi đã nói trước đây, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang Philippines ở Biển Đông sẽ vi phạm hiệp ước phòng thủ chung của chúng ta. Đồng quan điểm, Tổng thống Marcos gọi thượng đỉnh là cơ hội để xác định tương lai mà chúng ta mong muốn. Theo ông Marcos, hội nghị thượng đỉnh ba bên ra đời không phải vì sự thuận tiện, mà là một sự tiến triển tự nhiên giữa các đối tác được liên kết nhờ sự tôn trọng sâu sắc đối với nền dân chủ, quản trị và pháp quyền. Về phía Nhật, Thủ tướng Kishida cho rằng sự hợp tác nhiều tầng giữa các đồng minh và các quốc gia có cùng chí hướng là điều cần thiết nếu muốn duy trì và củng cố một trật tự quốc tế, tự do và cởi mở dựa trên luật pháp. Ông Kishida nêu quan điểm, cuộc họp hôm nay sẽ làm nên lịch sử như một cơ hội để thúc đẩy đáng kể sáng kiến này. Bên cạnh vấn đề an ninh, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về kinh tế, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch. Sau hội nghị, ba nhà lãnh đạo đã công bố một dự án cơ sở hạ tầng mới mang tên Hành lang Kinh tế PGI Luzon, kết nối các vịnh của Philippines, Mỹ và Nhật cũng cam kết hỗ trợ các dự án viễn thông, chuyển đổi năng lượng sạch ở Philippines. Thủ tướng Nhật phát biểu trước Quốc hội Mỹ đề cập vấn đề gì? Ngày 11 tháng 4, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Đây là bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nhật sau 9 năm, theo hãng tin Reuters. Trong bài phát biểu, ông Kishida nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Ukraine có nguy cơ sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội của Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, và điều này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng mới ở Đông Á. Qua đó, ông Kishida kêu gọi các nhà lập pháp vượt qua sự nghi ngờ bản thân về vai trò của nước Mỹ trên trường thế giới và cho biết Tokyo đang tiến hành nâng cấp quân sự mang tính lịch sử để hỗ trợ đồng minh của mình. Ông Kishida phát biểu, sự lãnh đạo của Mỹ là không thể thiếu, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, thì bao lâu nữa những hy vọng của Ukraine sẽ sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội từ Moscow. Nếu không có sự hiện diện của Mỹ, thì bao lâu nữa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ phải đối mặt với những thực tế thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Thủ tướng Nhật cũng cảnh báo về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, song nói rằng thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt đến từ Trung Quốc. Ông Kishida nói, lập trường đối ngoại
và các hành động quân sự hiện nay của Trung Quốc đặt ra thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có. Không chỉ đối với hòa bình và an ninh của Nhật, mà còn đối với hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế nói chung, Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai. Thủ tướng Nhật cũng cho biết, Tokyo đang trải qua sự chuyển đổi lớn trong tư thế phòng thủ của mình để hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa hiện tại. Phía Trung Quốc chưa lên tiếng về bài phát biểu của ông Kishida, nhưng trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc Mỹ, Nhật thực hiện chiến dịch bôi nhọ can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh. Trung Quốc phản ứng gay gắt chiến dịch bôi nhọ của Mỹ và Nhật. Ngày 11 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc Mỹ và Nhật thực hiện chiến dịch bôi nhọ mình sau khi lãnh đạo hai nước trên cam kết cải thiện quan hệ quân sự và kinh tế, đối phó ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương, theo tờ South China Morning Post. Bà Mao lên tiếng, bất chấp những lo ngại nghiêm trọng của Trung Quốc, Mỹ và Nhật đã tấn công và bôi nhọ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và các vấn đề hàng hải, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Bà Mao cho biết thêm rằng, Trung Quốc lấy làm tiếc và phản đối, đồng thời có những hành động xử lý nghiêm khắc đối với các bên liên quan. Theo bà Mao, hai quốc gia trên không nên nhắm mục tiêu hoặc gây nguy hiểm cho lợi ích của các nước khác, làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo bà Mao, Trung Quốc kiên quyết phản đối tâm lý chiến tranh lạnh, thực hành chính trị bè phái theo nhóm nhỏ, cũng như những lời nói và hành động tạo ra và làm gia tăng mâu thuẫn, gây tổn hại đến an ninh và lợi ích chiến lược của các nước khác. Bà Mao tuyên bố rằng, vấn đề Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không cho phép sự can thiệp từ bên ngoài, và cả chính phủ Mỹ và Nhật đều đã đưa ra những cam kết nghiêm túc với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc nhở, Mỹ biến cam kết không ủng hộ sự độc lập của Đài Loan của Tổng thống Biden thành những hành động cụ thể. Bà Mao đưa ra các phát ngôn trên sau cuộc họp báo chung giữa Mỹ và Nhật ở Nhà Trắng hôm 10 tháng 4 giờ Mỹ. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề cập tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa Tokyo với Bắc Kinh về quần đảo Điếu Ngư hiện do Tokyo kiểm soát và gọi là Senkaku, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông. Trong một cuộc họp báo, ông Biden cũng khen ngợi nhà lãnh đạo Nhật vì đã sát cánh mạnh mẽ với Mỹ khi chúng tôi đứng lên vì tự do hàng hải, kể cả ở Biển Đông cũng như khi chúng tôi duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Đáp lại, ông Kishida cho biết rằng hai nước đã đồng ý tiếp tục ứng phó với những thách thức liên quan đến Trung Quốc thông qua sự phối hợp chặt chẽ. Ngoài ra, tại buổi họp báo chung, Mỹ, Nhật cáo buộc rằng việc Trung Quốc tăng tốc xây dựng kho vũ khí hạt nhân mà không minh bạch cũng như không thực hiện đối thoại có ý nghĩa gây lo ngại cho sự ổn định toàn cầu và khu vực. Liên quan đến cáo buộc trên, bà Mao cho biết rằng cái gọi là mối quan ngại mà Mỹ và Nhật bày tỏ về chính sách hạt nhân của Trung Quốc là một câu chuyện có chủ ý sai sự thật. Chúng tôi kiên quyết phản đối và sẽ không chấp nhận cáo buộc này. Mỹ, Nhật hiện chưa đưa ra phản hồi sau các cáo buộc của Trung Quốc. Trước đó, vào cuối tháng 3, Trung Quốc cho rằng Mỹ và Anh thao túng chính trị, thổi phồng các vấn đề tin tặc Trung Quốc và cho biết sẽ có biện pháp xử lý chính đáng. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm vào hôm 26 tháng 3 kêu gọi Mỹ và Anh ngừng chính trị hóa vấn đề an ninh mạng, vu khống và bôi nhọ Trung Quốc, cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với nước này, theo nội dung cuộc họp báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Lâm đưa ra phát ngôn trên sau khi Mỹ, Anh cáo buộc nhóm tin tặc có liên quan Trung Quốc đã tấn công hàng triệu người, bao gồm các quan chức Mỹ, Anh. Washington và London cũng thông báo áp đặt lệnh trừng phạt các thực thể và cá nhân Trung Quốc, bao gồm công ty khoa học công nghệ Vũ Hán, Cellruzi, vì vi phạm an ninh mạng. Đáp lại, ông Lâm cho rằng Mỹ và Anh thao túng chính trị khi thổi phồng cái gọi là các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc và áp lệnh trừng phạt các cá nhân tổ chức. Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc cực lực lên án và kiên quyết phản đối việc này, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Bắc Kinh. Trong một diễn biến liên quan, Anh hôm 26 tháng 3 triệu tập đại biện Trung Quốc tại London, sau khi cáo buộc nhóm tin tặc Trung Quốc lấy cắp dữ liệu từ cơ quan giám sát bầu cử của Anh, theo hãng tin Reuters. Bộ Ngoại giao Anh nói rằng, London lên án rõ ràng đối với các tổ chức và cá nhân trực thuộc nhà nước Trung Quốc thực hiện hoạt động mạng độc hại chống lại các tổ chức dân chủ và nghị sĩ Vương quốc Anh. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc tấn công mạng. Trước đó, vào ngày 25 tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại London gọi cáo buộc của Bộ Ngoại giao Anh là hoàn toàn bịa đặt, là vu khống ác ý, nhấn mạnh sẽ đưa ra phản ứng chính đáng và cần thiết.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.